6 loại thực phẩm kiểm soát huyết áp mà bạn không thể bỏ qua. Huyết áp cao và bệnh tim mạch hiện đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Nhưng đừng lo, bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ này chỉ bằng cách thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày. Sau đây là 6 loại thực phẩm có thể giúp bạn kiểm soát huyết áp hiệu quả. 1. Cần tây. Mặc dù có thể bạn không phải là fan của cần tây, nhưng hãy nghĩ lại. Cần tây là siêu thực phẩm giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên. Hãy thử thêm vào salad hoặc làm sinh tố xanh nhé. 2. Cà rốt. Cà rốt có thể ăn sống như một món ăn nhẹ hoặc thêm vào bữa ăn. Đơn giản, tiện lợi và cực kỳ bổ dưỡng. 3. Cà chua. Ai lại không thích cà chua tươi ngon? Cà chua có thể ăn sống hoặc chế biến thành món salad, giúp bổ sung dinh dưỡng và kiểm soát huyết áp hiệu quả. 4. Bông cải xanh. Đây là một loại rau siêu bổ dưỡng mà bạn nên thêm vào thực đơn hàng ngày. Bông cải xanh không chỉ ngon mà còn cực kỳ tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn. 5. Cá béo. Như cá hồi, cá ngừ, cá trích, các loại cá béo chứa omega 3 dồi dào, giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Hãy cố gắng ăn ít nhất 2 bữa cá mỗi tuần để đảm bảo cơ thể nhận đủ omega 3 nhé. 6. Hạt sẻ cười. Đừng quên thêm các loại hạt vào khẩu phần ăn của bạn, đặc biệt là hạt sẻ cười. Chúng có tác dụng giảm huyết áp một cách đáng kinh ngạc, nhưng nhớ chọn loại không muối để tránh làm tăng huyết áp nhé. Các bạn thân mến, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ giúp kiểm soát huyết áp mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể. Hãy thử áp dụng những thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày của bạn và cảm nhận sự khác biệt. Còn chần chờ gì nữa? Hãy nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo từ kênh Ruby Healthy. Các bạn cũng có thể xem thêm các video thú vị khác. Chúc các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại trong những video sau.